Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là cái ngày thứ năm nè. Đó, ngày thứ năm mình sẽ điểm danh được con nữa nè. Hôm qua năm mấy gương này là mình chưa có mở nữa nha. Này là một gương tướng tấn. Đó, giờ điểm danh là nguyên con tướng tấn luôn, khá là ok nè. Này điểm danh được luôn. Bây giờ mình có bận đi chăng nữa thì qua cái mốc giờ nó vẫn nhận được, nó vẫn tính nha. Nó vẫn tính cho mình là một lần ấy. Này anh em thấy không? Phải đủ 2 lần là được. Xong vẫn nhận được mốc hoạt động. Thì mình còn thiếu một món củ kiêu cuối cùng. Mình sẽ mua thêm một món củ kiêu cuối cùng. Không biết nó reset ngày từng chứ không biết. Nếu nó reset từng thì mình sẽ tán thêm một món cuối cùng luôn em. Cho nó đủ 3 set củ tiêu luôn nha. Thì cái mình đang thiếu. Khoan để mình vô cái men mình có thiếu gì. Đó mình sẽ làm. Thiếu cái vũ khí nữa thôi là xong. Đó, bữa giờ mình chưa up được chiến luôn anh em. Lo làm này kia đồ cho nó xong đi rồi mình qua lực chiến sau. Cái vấn đề lực chiến là từ từ anh em đừng có vội. Nhưng bây đầu lo làm những cái cần thiết đó là xong rồi. Còn mấy cái kia thì thôi từ từ. Vì cũng phải từ từ cháu nó mới nhừ được. Đó là full set cổ tiêu nữa là 3 set nè. Đó từng nào anh em cũng nhớ mua nha. Để nó reset lại là có vàng cũng không mua được. Từng mua tối đa giới hạn được có món 1 rồi. Cho nên là mới được. Hôm nay tôi nói với mấy ông là hôm nay tôi nhận phòng dữ lắm nha. Tôi quay chưa hết, nhưng mà có 9.000 mấy cái đúng không? Tôi quay có 4.000 cái thôi. Là tôi quay có 4.002 cái thôi các ông coi. 3 cộng lông đỏ, 4 cộng lông cam và 1 đống cộng lông tím và 1 đống cái thẻ cái kia luôn thấy không? Phải nói là nhiều ngày anh em, có nhiều ngày nó sẽ rất là đen, có nhiều ngày nó sẽ rất là hên đối với anh em mình. Cho nên là không phải ngày nào mình cũng đen, mình sẽ quay những cái này để cho nó anh em xem theo dõi. Lai gai coi cái tiến độ của cái clip này nó mạnh như thế nào, nó sẽ đi lên như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đổi hết mấy cái này đã, tiếp luôn rồi lên luôn anh em. Lại tiếp tục lên nữa chứ sao lắm. Rồi sắp hết đây. Bữa nay mình sẽ full nước gì nữa đây. Và ngày mai là mình sẽ full tất cả. Ngày mai mình sẽ full tất cả những cái thẻ sau 3-4 ngày quay. Cái cam nó dễ lắm anh em, cái cam nó dễ full lắm. Hết rồi, hết không đủ rồi. Giờ mình sẽ đổi tím qua kia nữa là xong. Cái cam nó full nhanh lắm, còn cái đỏ nó hơi lâu chút xíu thôi. Nó 5 cái 6 cái 7 cái, vẫn còn lẻ một cái cộng lông cam ha. Để quay thêm một chút xíu được. Nhưng mà chiều mình bận cho nên là mình quay sớm luôn rồi, đủ rồi đó. 14 cái ha, mình còn tới nước ngô anh em. Ngô và mai nữa là nước quần. Rồi, ngô lụm. Đó, cái sổ này thì anh em full trước đi. Và ngày mai là mình full thẻ cái nữa rồi, bữa sau là mình quay thằng thú lai gai gì. Rồi ok, đã xong. Đó mình vẫn dư 3 cái luôn mà, mỗi ngày được dư mấy cái gì, thứ gì chịu nổi. Đây được 3 cái luôn, lại luôn 3 cái này. Đó, ngon chưa. Còn cái lông cam thì để ngày mai tính. Đó lông cam này chết bạo. Vậy là tôi quay mai tôi phải quay 10.000 cái này. Mai tôi phải quay 10.000 tới 15.000 cái. Dư cũng không sao anh em. Có gì dư mình chơi qua kim. Tới lúc đó mình chơi qua kim sao, mình chơi full thay biến hình luôn mà. Ngày nào cũng quay mà, quay tới khi full thay biến hình luôn. Full thằng quá hay luôn anh em. Chơi tới full thằng quá hay luôn cho nó khác bọt liền ha. Rồi ok, mình sẽ cho đẹp xếp cái ải. Thì cũng lên tới 140 mấy luôn rồi nè. Nhận thôi. Đó, cỡ này đồ nè. Anh em mua mấy gói thông hành này thì nó sẽ được những cái đấy. Nhưng mà mấy cái này thì mình thấy nó không có ngon bằng. Nó chỉ có mạnh dập tướng kim đồ này thôi kia thôi, nó không có ngon mà gói chiến lệnh đâu anh em. Cho nên là anh em ưu tiên vô gói chiến lệnh nó ngon hơn ha. Còn 25 mãi danh tướng thì từ từ mình đi. Bữa nào xiên đi sớm, bữa nào không xiên thì đi trễ thôi anh em. Bây giờ trong gương mình có những cái gì bây giờ mình đem ra mình chơi nè. Cái này là gương đấu phe, chắc chắn mình chỉ lọt trong top 10 thôi. Đây là gương tướng tấn. Ok mình lát mình vô mình coi nó chọn gì rồi gương tướng đỏ này, quá trời đây này. Gương tướng đỏ thì anh em ưu tiên lấy 6 nước full trước cái tính nha. Có thằng binh đỏ, có thằng binh kim nữa nè. Thằng binh kim này là có thằng binh đủ thứ luôn anh em. Thằng binh kim này bữa mình nhận trên kia đó. Để coi coi. Mình dùng cho cái sổ tướng cái đã anh em ơi. Giờ mình chưa có thèm đi qua bên sổ tướng hay này kia luôn mà. Mình chưa còn lên mà. Ở đây là một có cần một con lưu linh, đúng không? Võ thánh này thì cần con thôi mình thêm trận hình 2 đi cho nó chắc kẹo. Trận hình 2 này mình sẽ cho con à, chết mẹ, bữa mình quên mình ấy bên kia bà nó rồi còn đâu. Bên kia mình ấy rồi. Thôi chuyện gì trận hình 1 đi nè. Anh em nhớ cái chuyện cái chế độ trận hình này thấy gì chứ đôi khi mình chơi nó giúp mình nhiều lắm. Lục châu không? Lấy lục châu cho tăng phần trăm máu lên không? Ok, lấy lục châu anh em. Lấm con lục châu nha. Mình xin lấm con lục châu đâu, con tay gương tướng tấn của tôi rồi. Đây. Lục châu đâu em ơi, biểu em ơi. Đây nó biểu rồi. Cho kích sậu cho anh võ thánh anh mạnh lên chút xíu. À, thẻ biến hình kim này chuyện nữa mình sẽ đi vô nước nào ta? Nước nào cũng như nhau rồi em mà. Ok, lấy anh Triệu Văn chứ đi, lấy Thục. Đi theo anh Triệu Văn chứ. Thích Triệu Văn. Tụi trung dũng, trung thành. Đó, xong. Còn gì nữa không trời đất? Hết rồi, còn gì đi chơi nữa không? Hết đồ chơi anh em. Đợi mấy nhà đi sau điểm danh có đá đó, mình quay qua mình chơi tiếp. Mà tôi vẫn chưa buông thể lực, tinh lực lại, em nhìn thấy là tôi còn 4. Để coi tôi có đủ level ghép hàm chưa. Đủ nè, đủ nè. Ủa? À bây giờ nó mới ra thôi hả ta, chỉ level 100 mới cho mình ghép hàm, 105 hả ta? 105 nó mới cho mình ghép hàm hả ta? Rồi vậy đâu phải chạy level rồi, tôi tính ra tôi ghép hàm. Sau khi lên thử. Công của mình lên đáng kể. Công của mình lên rất là nhiều. Công của mình lên siêu khủng khiếp. Vậy thì bây giờ biết phần trăm không à. Ứng thị lan cố. Rồi tao tháo hết đồ rồi anh em ơi. Bà mẹ nó tao tháo hết nộ nhưng mà tư mí nó còn nộ. Hơi đen. Hơi đen của tư mí nó còn nộ. Khó ta. Làm sao ta? Cái bài toán của Tào Tháo là mình xử lý được rồi đó. Bây giờ tư mí nè. Đó, tư mí nó cũng còn nộ hoài làm sao chơi. Rồi bây giờ nó ao sổ mình, nó quýnh phát một. Bài mở nữa. Chỉ gì nói. Bây giờ anh em đi ải là gặp con Tào Tháo này là ngán nhất luôn. Không biết làm cách nào để ăn nó ta. Bây giờ còn cách duy nhất. Anh em biết cách gì không? Tôi sẽ cho con Ngũ Phụng Lai Nghi này qua bên quận. Mà khi một lần là nó sẽ giảm một nộ cho tem của bên kia đúng không? Ok, mình sẽ thử. Mong là nó sẽ được. Ông là si bùa. Trừ độ nó nhiều lên. Trừ tư mí á. Trời ơi, nó không chi kích rồi anh em ơi. Không có trừ độ. Đó, có trừ độ, Có trừ mà trừ không có được nhiều. Có ta. Cái nữa kìa, cái nữa. Một cái nữa thôi. Nếu mà không được nữa tôi ấp lực chiếm. Tôi tối nay tôi quyết tâm, tôi cày là tôi nhất định đó, để thấy không? Mà đồng đội bình đụng á, nó mới trừ đội. Nó trừ đội đó. Nó trừ đội. Thua. Coi như là thua đi. Bạn mạnh á, giỏi. Bạn ok con dê rồi, bạn hợp lý, bạn mạnh. Bạn chùm luôn level server, không ai chơi lại bạn. Tôi còn cho em bỉ người già, bây giờ tôi muốn làm bây giờ trời, thiệt chứ. Tôi đang đi theo thẻ biến hình, bây giờ nhịn tụi nó đi. Nhịn tụi nó bây giờ gán đợi level kia lấy cái con câu men 5 sao đi. Rồi tụi nó sẽ biết cái tay tôi. Mấy cái ải quỷ. Giờ đang bị đứng ải thì giờ mình chỉ quét ải thôi nha. Rồi tướng này tướng tự chọn nè. Giờ cái này cái nào chưa có thì cứ lấy cho có thôi. Cái đồ này mà nó bung hết luôn cho rồi. Nên ba cái địa ải này có nè. Tướng đỏ thì đầy em. Đây coi, mình sẽ mở trận pháp chiến pháp chứ đây. Cái mình sẽ mở ba cái chiến pháp ưu tiên cho một con gọi là Thù Nhọn Phái Báo, là phải lấy nè. Nhưng mà bây giờ chưa. Thù Nhọn Phái Báo đi với lại cái kia là ngon rồi nè. Đi lại với cái Đồng Thù là quá ngon rồi nè. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ lấy cái này nè. Đó, còn cái cuối cùng là cái Khí Định Hàng Vạn. Cái combo này là hai cái này là cho con Chí Thính Gia Cát Lượng. Và có thể nữa thì mình lấy luôn cái này cho con Chí Thính Gia Cát Lượng cũng ngon. Xài chiêu được người giáp. Không thì mình sẽ lấy cái khác. Mình lấy combo tăng nộ cũng được, đây đây với đây. Cho con Chí Thính cũng được. Bây giờ mình tính chơi Chí Thính, cái tem hiện tại anh em thấy là chỉ để đi ải thôi. Chứ tôi không có tính chơi được cái tem đó là tem chính đâu anh em. Tôi không có định chơi tem chính. Nó chỉ để đi ải nào này kia thôi. Nhưng mà mấy cái này thì bị cần Dân Ương, Võ Thánh rồi mới vô. Bên này cũng vậy. Bên này thì dễ, bên này khó. Còn cái này thì bên kim không mà dễ lấy. Điểm danh là có anh em. Cho nên là mình chơi từ từ thôi. Chơi từ từ chứ đừng chơi vội vàng nha anh em. Rồi thì ngày mai, để ngày mai đi. Ngày mai mình sẽ đây có liên server luôn nè mấy ông. Liên server S1. Chơi với S1. S2 hôm bữa bị ấy bảo trì cho nên là bây giờ là chưa có gặp S2. Chỉ là F1 solo với F1 thôi. Ở bên này bị lỗi không xem được cái luôn nè. Còn một ngày nữa. Một ngày nữa sẽ ra đánh liên server. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.